hoặc pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật. Tất cả các Phật pháp này đều nhờ học vô tướng, vô niệm, vô tác ý mà được tăng trưởng. Vì sao? Vì ngoài ba môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, các đại Bồ Tát không cần phải học pháp nào khác nữa. Vì sao? Thiện hiện. Vì ba môn giải thoát bao gồm tất cả pháp lành vi diệu. Vì sao? Vì giải thoát môn không quán tự tướng, tất cả pháp đều là không. Giải thoát vô tướng quán tất cả pháp xa lìa các tướng. Giải thoát môn vô nguyện quán tất cả pháp xa lìa các ước nguyện. Các đại Bồ Tát dựa vào ba môn này có thể tóm thu tất cả pháp lành thù thắng. Lìa ba môn này thì các pháp lành thù thắng cần phải tu học không sanh trưởng được. Lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể tu học ba môn giải thoát này thì có thể học sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng có thể học nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng có thể học sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng có thể học nhãn giới cho đến ý giới, cũng có thể học sắc giới cho đến pháp giới, cũng có thể học nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng có thể học nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng có thể học các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cũng có thể học địa giới cho đến thức giới, cũng có thể học nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng có thể học các pháp do nhân duyên sanh ra, cũng có thể học vô minh cho đến lão tử, cũng có thể học pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể học thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể học bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, cũng có thể học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng có thể học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể học 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể học thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, cũng có thể học vô lượng, vô biên các Phật pháp khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát nào có thể học ba môn giải thoát này thì có thể học sắc uẩn, thọ uẩn,